Hôm nay mình ở đường trục nha các bạn, đường trục của kinh 8 của nông trường Cờ Đỏ nha các bạn. Cải hoa lần đầu hả anh? Lưu hợp chung chưa? Anh bà hôm nay quá trời chung nha. T40 nha các bạn, mình quay buổi sáng này ảnh gãy còn mấy bình nữa các bạn, 3 bình. Mình quấn vào cái đó là để cho nó hạn chế mẻ cánh thì anh. Dạ không giỏi ha, nó đỡ ha. Ồ quá nhiều ha, nó nhiều ra cỡ 4-3 mấy ký vậy. Gần 40 ký rồi nè các bạn. Trọng gì mà nó ấy vậy ta? Bên sai à? Dạ. Chơi trọng lần đầu luôn. À, cho nó gùng xuống nở ha. Rồi bắt đầu cắt cánh lên nha các bạn. Rất là nhanh luôn các bạn ơi. Phi công mình gãi này là mình bay độ cao nó nhiêu anh, tùy theo hay sao? Anh bay khoảng 4 mét ngoài. 4 mét ngoài mà tùy theo làng hay sao, làng nhỏ làng bự hay sao ta? Đúng rồi, là... theo làng. Dạ. Chứ không phải là mặc định của nó vậy ha. Dạ, tùy theo mình tính ha. Đúng rồi, tùy theo làng đó. À, là lớn nhỏ. Dạ. Cao thấp tùy. Rồi cái độ ga nó là độ ga nó điều chỉnh ha. Dạ. Là chắc được 1 phút cái gì trời. Quá trời nhanh. Đất này hổng xả máy bay luôn hả gì ta? Anh xả luôn hả? Máy khác ha. Chung máy chủ ha. Dạ. Giờ công nghệ nha các bạn, gãy máy bay không ha các bạn. Xả lúa với đất này không cũng xả lúa với bằng máy bay nữa nè. Bay một bình là anh thấy thay pin nha các bạn. Tại vì hai bình hết ta? Hai bình. Dạ. Tại vì mình cổng nặng nữa các bạn, cho nó an toàn. Cầu kênh đường trục. Thank you.
Cái xà lúa ở đâu không anh? Dạ. Dạ. Mày lên gãy gì? Gãy ớt vô mỏng luôn. Hết phân rồi đó các bạn. Ngày vô vụ đi hai ba người sao mà vô vụ đi ba người sao á, hai người hả, hai người làm hơi cực ạ. Thường thường ở chơi bonsai đặc hai không chơi đặc nhất luôn ta. Đặc nhất à, tại vậy. Ừ. Dạ như sợ mưa gió. Ừ. Cho chắc ăn mà đứng nó im hơn. Máy bay này mình thí dụ mình có việc làm tối ngày mình làm khoảng nhiêu bao nhiêu hết anh? Như nguyên ngày vậy đó, làm hoài là gai 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 hoài tới tối ngày á. Dạ. Dạ. Đại mấy bảy mấy bao rồi xịt cơ khoảng mười mấy hết được nữa ha. Còn phân các bạn dặm lại cặp mé bờ ganh.
Lụm tiền luôn ha. Xả lúa giờ hết nhiêu anh? Đó là mình tính. Dạ. Rồi anh đang sắp cánh rồi, giờ chuẩn bị khiêng xuống vỏ nha các bạn. Lấy pin ra. Xả cái hết trơn luôn kìa. Rồi mấy anh khiêng xuống vỏ đò các bạn. Cái con xe này Di chuyển đi nơi khác nha các bạn, cũng xin kết thúc video luôn nha.